Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Quân. Hình ảnh mà anh em đang quan sát trên màn hình đây là một chiếc bán tải Ford Ranger phiên bản XLS số tự động một cầu sản xuất năm 2016 mang biển số ở tỉnh Vĩnh Phúc 88C11090. Chiếc xe mang nước sơn màu cát vàng, còn khá là cứng cáp, máy số keo chỉ cột kèo còn nguyên zin. Và hiện tại đang được bên em chào bán với giá tiền. Hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là 538 triệu đồng có fix, có bao rút hồ sơ cho anh em. Vậy anh em nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe trên, hãy liên hệ trực tiếp tới em Quân ô tô qua số 0364763888 hoặc đến với salon Đức Bán Tải có địa chỉ tại ngã ba đường mới, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham khảo chiếc xe trên. Ở đây là một phiên bản XLS 2016 anh em, 2016 rồi. Cái form từ cuối 2015 và đến hết 2017 thì nó vẫn sử dụng cái form này. Sau khi lên đến 2018 thì nó mới sử dụng form mới. Và đây là một chiếc xe 2016 nên là cái form dáng của nó còn hơi cũ so với 2018. Tuy nhiên là cái chiếc xe còn khá là cứng cáp, vậy nên là em cứ bao check hãng cho anh em để anh em có thể yên tâm khi đến bên em mua xe, bởi vì những cái va quệt xước xát bên ngoài thì chắc chắn là không tránh khỏi, nhưng mà cam kết với anh em là không đâm đụng, không ngập nước. Còn cái chiếc nào mà nó có đâm đụng ấy thì thường em cũng có nói để anh em nắm bắt được thông tin. Đây là một chiếc xe còn form dáng anh em có thể quan sát thấy nó rất là cân đối và đẹp đều. Đấy, còn những cái chiếc xe mà nó đâm đụng thì kiểu gì form dáng của nó cũng bị xô lệch đi đúng không ạ? Đây anh em nhìn này, cân đối và nó rất là đẹp. Đây, với cái dòng Ford XLS này thì anh em biết rồi, cái giá vừa rồi nó hơi bị lên rời tí. Nhưng mà với cái giá 638 triệu đồng mà em đang giới thiệu cho anh em đây thì hiện tại thì giá xe nhà em cũng vẫn còn ở cái ngưỡng gọi là trung bình nhờ. Còn chưa nhiều nơi là người ta bán tầm 645 triệu. Vâng, nó cũng còn tùy thuộc vào chất xe nữa. Nó cũng tùy thuộc vào chất xe nữa và tùy thuộc vào những cái biển số nữa. Tức là cái vùng miền và cái nơi mọi người sử dụng nữa, nó quyết định rất là nhiều. Ví dụ như là biển số ở tỉnh Quảng Ninh em chẳng hạn thì thường rất là kén khách, bởi mọi người nghĩ là nó sẽ bị han mọt gầm nó xấu á, cho nên nó kén khách hơn tất cả các biển khác. Đấy là cái tâm tư rất là thật, nhưng mà tuy nhiên nó không phải là như thế đâu. Có nhiều chiếc thì nó cũng rất là đẹp đấy, chứ không phải là xấu đâu. Đấy, như chiếc này thì gầm bệ sắt xì nó rất là đẹp, thường thường là không có sơn phủ gầm đâu. Đây, anh em yên tâm khi mua cái chiếc xe XLS 2016 này nhá. Đấy, tổng quan xe bên ngoài để anh em có thể quan sát thấy sơn xi rất là sạch sẽ và mọi chức năng, mọi form dáng của nó cực kỳ cân đối và nó đều. Đấy, em quay đến cái phần lốp hơi bẩn chút, nhưng anh em có thể quan sát thấy là cái lốp bê tông này rất là xịn và cái gai lốp các thứ là còn rất là dày dặn. Bên trong hệ thống khung sườn sắt xi của nó rất là ok nhá. Từ con rô twin này, ốc ác nó còn rất là nguyên bản. Đây, hệ thống sắt xi, mặt bích sắt xi anh em có thể nhìn thấy, mặc dù bẩn nhưng mà anh em thấy nó không cong vênh, không, chứng tỏ nó không đâm đụng gì cả. Và gầm chiếc này nó không hề sơn anh em nhé, không hề sơn, tuy nó bẩn chút thôi nhưng không sơn gầm, không phủ gầm, cho nên anh em yên tâm. Đấy, lốp dép ấy, thành lốp nó còn tương đối là dày dặn, cho nên là lốp này chắc anh em đi phải tầm 3 vạn nữa phải thay ta lông gió vẫn còn này. Đây là sắt xi này. Đấy, nếu sắt xi này mà được rửa sạch một lần nữa và dưỡng một lần dưỡng nữa thì nó sẽ đen bóng. Nhưng quay thế này là nó rất là thật đấy, rất là thực tế. Cái thanh cài nhíp của nó cũng còn rất là vuông vắn và nhíp của nó được còn cài cực kỳ ngay ngắn luôn. Vậy anh em yên tâm. Về thùng thành thì đây là thùng thành của em nó đây. Ô, anh em nào mua thì em tặng luôn cho anh em hai giỏ hoa nhé. Cúc mâm xôi để về anh em chơi Tết. Thùng của nó tương đối là đẹp, có một vài cái gọi là điểm xước xước thôi nhưng mà nó không có bị gãy, chứng tỏ cái thùng này nó không có chở gì nặng anh em ạ. Còn toàn bộ đít, thân đít phía sau của nó là không bị đâm đụng một chút xíu nào luôn. Đấy, những chấm hàn robot mép gấp mối nối là nguyên bản, nguyên zin 100% hết. Ô, nhưng lốp xe cua thì hơi chọc anh em nhé, lốp xe cua khá là chọc. Hệ thống gầm của em nó đây anh em ơi, gầm rất là sáng sạch, chứ nó không có bị bám đất nhiều và nó cũng không có hiện tượng thấm dầu, thấm mỡ, đập gầm, han mọt gầm anh em nhé, nên là yên tâm về chất luôn. Bốn quả lốp thì chạy còn ok, nhưng lốp xe cua thì đã chọc rồi.
Đây là cánh cửa tapir bên lái, anh em quan sát này. Toàn bộ cái thân cánh cửa nó còn rất là vuông vức. Cái mã kính của nó cũng là mã kính 216, mã zin luôn. Toàn bộ hệ thống keo chỉ của nó đây anh em nhé, mép gấp này, keo chỉ này, keo chỉ zin, và những cái lỗ kỹ thuật, những cái đường cong kỹ thuật của nó là nguyên bản 100%. Từng con ốc ở đây đều chưa có dấu hiệu tác động của ngoại lực, nhìn chung là rất là đều. Đặc biệt là cái phần nhựa tapir, nhựa tapir của nó anh em nhìn thấy đó, nó rất là tươi, nó tươi. Đấy, tươi sạch sẽ, vách tapi lỉ vẫn còn rất là sạch này. Đấy, từng cái nút bấm còn cực kỳ chuẩn luôn. Có mỗi cái phần này do cầm đây nhiều nó hơi bạt một chút, không đáng kể gì, còn cái thành nó vẫn rất là ok. Đặc biệt cái phần nhựa tapi sáng, thì anh em nhìn cái phần nhựa tapi cũng cùng với cái phần nhựa ốp cột rồi ốp chân của nó, anh em thấy nó rất là sạch sẽ, nó rất là sạch sẽ luôn. Đấy, từng ngón ốc đều còn cực kỳ chuẩn, rất là sạch. Ghế thì hai ghế đã được bọc thêm một cái bộ lót ghế rồi, cho nên là anh em ngoài cái phần nỉ ở dưới của nó là nỉ nguyên bản này, còn sạch sẽ này ra thì chủ nhân họ đã ốp cho cái xe này một cái áo ghế trông cũng rất là sang trọng, rất sang trọng và tương đối là đều và đẹp. Ghế sau cũng vậy anh em nhé, nỉ nguyên bản, nỉ nguyên bản cực kỳ sạch sẽ và đã được lót lên cái bộ áo ghế này, cho nên là cái nó tôn lên cái vẻ sang trọng và nó rất là đẳng cấp. Trần thì trần chiếc xe này vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe và đã được bọc ni lông, cho nên là khi anh em mà bóc ni lông ra để trần nỉ bên trong nó tương đối là sạch ạ. Đây, anh em nhìn này, nó không có bị vấy bẩn. Đấy, toàn bộ cánh cửa phía sau anh em nhìn này, nó rất là tươi và sạch sẽ nhá. Đó. Toàn bộ cánh cửa rồi là tapi của bốn cánh đều trong tắp với nhau, tươi sạch. Kể cả cái phần nhựa tắp lô cũng thế, nhựa tắp lô rất là sạch sẽ luôn, rất là sạch và rất là sáng. Rất tiếc là cái chiếc xe này nó chưa có màn hình, chưa có cái gì cả, nó rất là mộc. Tuy nhiên thì với cái bản 2016 thì anh em biết rồi, nó đã có chế độ ga tự động cruise control và chế độ đàm thoại rảnh tay điều khiển và giọng nói rồi, cho nên là anh em khi đi vào những cái cung đường cao tốc cũng như đường nọ kia rất là sướng, sướng rất là yên tâm nhé. Toàn bộ các thứ đẹp lắm. Giờ thì em sẽ nổ máy và em sẽ quay khoang máy cho anh xem quan sát nhé. Đây rồi, chìa khóa đây. Đây là số km là 79.000. Nhưng mà với như con mắt thợ của em thì cái chiếc xe này đâu đó nó phải trên 10 vạn rồi, bởi vì cái mặt phím còi này anh em nhìn này, nó hơi mòn một chút rồi. Nó phải tầm 10 vạn, tầm 10 vạn trở lên nhá anh em nhé. Vâng, đây là cái khoang động cơ của chiếc bán tải Ford Ranger XLS 2016. Anh em nghe thấy tiếng máy lổ đậm chất của Ford luôn. Máy lổ lúc nào máy lổ của Ford nó cũng như thế này, rất là mạnh mẽ, rất là uy lực, và máy móc của con này còn zin hơn đấy ạ. Xem mặt máy nó áp mạnh, nó còn nguyên và ốc chân củ xả đi vàng đi bạc và đi vàng 100%. Và bác nào mua chiếc này cứ yên tâm thôi, ốc capo cũng còn chưa ra anh em này, toàn bộ phần ốc capo chưa ra, ốc tai này cũng zin này. Đó, cam kết với anh em là không đâm đụng, không ngập nước, để anh em yên tâm khi đến với em Quân Ô Tô tham khảo cái chiếc xe này.
Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô có giới thiệu cho anh em cơ bản nhất cái chiếc bán tải Forerunner phiên bản XLS số tự động một cầu sản xuất năm 2016. Ở chiếc xe hiện đang được bên em chào bán với giá tiền là 538 triệu đồng. Vậy anh em có nhu cầu sở hữu mẫu xe trên, hãy liên hệ trực tiếp tới em Quân Ô Tô qua số 0364763888 hoặc đến với Salon Đức Bán Tải có địa chỉ tại ngã ba đường mới, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham khảo chiếc xe trên. Em Quân xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em Quân trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cùng gia đình tìm được cho mình những mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em trong những mẫu video sau.